4 giờ 45 phút sáng ngày 9 tháng 7 năm 2017. Xuân Hòa vẫn như mọi ngày, chìm trong bóng tối và sự tĩnh lặng. Như hôm nay, những ánh đèn phòng bật lên sớm hơn, đón chờ một ngày đặc biệt. Các bạn thân mến, bây giờ là 4 giờ 15 phút và tôi đang có mặt tại ký túc xá S1 của trường Sư phạm Hà Nội 2. Và đây chính là nơi mà gần 300 các bạn sinh viên đại học Berlin đang tham gia tháng rèn luyện tập trung tại đây. Và ngày hôm nay sẽ là ngày vô cùng đặc biệt với các bạn khi là lần đầu tiên các bạn được trải nghiệm chuyến hành quân đầu đời của mình. Sân nhà S1 vẫn đông đúc như mọi ngày, trời vẫn còn chưa sáng, ai cũng chỉnh chu quân phục tư trang. Lần đầu tiên được hành quân, được thực hiện nhiệm vụ cao cả, khiến các bạn sinh viên vừa tò mò, vừa háo hức, lại vừa thích thú. Sau khi tập trung nhanh chóng, các tân binh lắng nghe mệnh lệnh hành quân, cùng sự dặn dò của thầy đại đội trưởng và khởi động kỹ càng cho một chuyến hành trình dài. Đúng 5 giờ sáng, từng trung đoàn của đại đội Greenix xuất phát trong niềm vui và sự hồi hộp tiến thẳng về đồi Thần Lằn. Đường phố Xuân Hòa hôm nay thật lạ, vẫn như cung đường ấy, vẫn như con phố hàng cây đấy, nhưng không một bóng người. Chỉ có tiếng bước chân hành quân, tiếng chuyện trò, đôi khi là tiếng hát của những người lính và tiếng nhắc nhở của thầy quản lý. Đường hành quân đến đồi Thần Lằn không khó nhưng cũng chẳng dễ. Xa dần những con đường bằng phẳng của thị trấn là những cung đường đất dốc cao, gồ ghề nhiều đất đá. Tuy vậy, tinh thần của người lính không hề khuất phục. Dù mệt, dù mỏi nhưng vẫn động viên nhau, giúp đỡ nhau, cùng nhau hát vang và vượt qua mọi thử thách. Trời dần sáng, cũng là lúc con đường đến địa điểm tập kết dần dần hiện ra trước mắt. Dưới ánh bình minh sương sớm của Xuân Hòa, đoàn quân áo lính của sinh viên Đại học Greenix trở nên nổi bật hơn bao giờ hết. Và rồi cuối cùng, các chiến sĩ của chúng ta cũng lên đến đỉnh đồi Thần Lằn huyền thoại. Chinh phục đích đến của chặng đường hành quân hơn 5 km, các tân binh vỡ òa trong niềm vui. Những giai điệu quen thuộc của người lính lại vang lên. Sau một chặng đường dài, các chiến sĩ được thầy đại đội trưởng kể cho nghe về những chiến tích hào hùng, những câu chuyện lịch sử ý nghĩa của chính nơi mà các bạn đang đứng. Các bạn thân mến, vậy là chuyến hành trình chinh phục đồi Thần Lằn của gần 300 chiến sĩ đến từ Đại học Greenix đã chính thức khép lại. Và đây sẽ là chuyến hành trình đầu tiên và thật đáng nhớ đối với tất cả các bạn. Giờ đây, sau khi trở về với Đại học Greenix thì những trải nghiệm, những chuyến hành trình như thế này sẽ là những bài học, những trải nghiệm vô cùng khó quên đối với tất cả các bạn sinh viên Đại học Greenix. Chuyến hành quân khép lại bằng những tấm ảnh lưu niệm nhanh chóng. Sẽ chẳng biết đến bao giờ các chiến sĩ của chúng ta mới được quay trở lại nơi đây để khoác lên mình màu áo lính, để được tận hưởng cái cảm giác hành quân, được sống trong tình thầy trò, đồng đội, đồng chí như thế này. Rồi đây, khi trở về với cuộc sống học tập tại Đại học Greenix, những trải nghiệm tại Xuân Hòa sẽ là những bài học vô cùng bổ ích giúp các bạn vượt qua mọi khó khăn trong học tập cũng như trong cuộc sống thường ngày.